bác Phụ ơi, bác phụ tô cho em cái này cái, cho em thành 4 bản. Thế à, đâu đưa tôi xem nào. Để... Úi dồi ôi, không, tôi không làm cái việc này đâu. Photo đề thi như thế này là phạm pháp. Chú ra mấy cái hàng photo trên kia kìa, cái gì họ cũng photo, chứ hàng tôi không làm những cái việc phi pháp như thế này đâu. Ôi dồi ôi, bác ơi, bác nhìn lại đi, không có gì là phi pháp cả. Đây là cái đề thi và lớp chọn của năm ngoái năm kia, chứ không phải năm nay đâu mà. À, thì ra đây là đề thi và lớp chọn. Vâng. Mà này, tôi thấy bộ giáo dục người ta đã bỏ cái lớp chọn này rồi. Thế mà bây giờ chú lại còn cho con chú luyện thi lớp chọn là thế nào? Nói thế thôi, vẫn còn bác ạ. Vẫn còn à? Vâng, trong nhà trường phải có một cái lớp chọn để cho các cháu học giỏi nó học đi. Bây giờ nhiều loại lớp chọn lắm. Lớp chọn Anh này, lớp chọn Toán này, lớp chọn Văn này. Đấy, nhiều thứ lắm. Chết chết, tưởng là bỏ rồi. Chứ bây giờ vẫn loay hoay cái tình trạng luyện theo kiểu gà chọi thế à? Ui dồi, tất cả vì tương lai con em chúng ta. Xin vào là trường chọn đã khó rồi, lớp chọn lại càng khó hơn. Phải thi đấy bác ạ. Này, cái cháu nhà anh là học lớp 2 à? Không, lớp 1. Nhưng mà em đang cho cháu nó luyện toán lớp 2. À, chết sao lại thế? Lớp 1 mà đi làm toán lớp 2? Vâng. Ui giời ơi, khổ quá, thế mới là lớp chọn chứ anh. Lớp chọn là sao? Chọn là phải học giỏi hơn lớp bình thường. Đấy, cho nên là cháu nhà em đang học lớp 1, em bắt cháu nó phải làm được toán lớp 2. Này, đang học lớp 1 mà lại phải làm toán lớp 2, tức là chú cho con chú học trước à? À, học như thế thì nặng nề quá, làm sao mà nó theo được, nó có làm được không? Ôi dồi ôi, tất cả phải, không làm được cũng phải làm chứ bác. Em ấy là cái học ở trường rồi nhá, em cũng phải mang tiếng là hành hạ cháu đấy. Học ở trường xong rồi buổi chiều lại về nhà cô giáo học thêm. Đấy, tối về nhà cho cháu ăn uống qua quýt đi một tí rồi ép cháu nó học đến 11 giờ. Đúng đấy bác Phổ ạ. Còn hơn cả vần gà chọi. Làm gì có thời gian nào đấy, bác xem. Con gà chọi nhà em đấy, nó làm gì có thời gian nào chơi đâu. Trẻ con bây giờ chúng nó làm gì có thời gian để mà thư giãn, để mà chơi bời đâu. Suốt ngày cắm đầu vào học thôi. Bác không thấy nhé. Sáng chủ nhật mà đấy, bọn trẻ con trong phố nhà mình cái này. Con nó nào nó đấy lại cắm đầu cắm cổ, kéo nhau, kéo đàn, kéo lũ để đi học thêm. Làm gì có thời gian nào để chơi. Vâng, thế đấy bác ạ. Này nhá, cháu nhà em học một tuần là 6 ngày rồi. Chủ nhật, cô giáo bảo là phải đến nhà cô giáo học. Thì cũng không phải đến học cái chứ. Này, tôi thấy là ở cái bộ giáo dục ấy, toàn như là giáo sư, tiến sĩ, người ta đã nghĩ ra những cái chương trình học như thế đã là đủ rồi. Vậy mà con chú lại còn học như thế này thì chúng nó theo làm sao nổi. Ôi bác ơi, cái chương trình ấy các giáo sư tiến sĩ họ soạn cho để cho lớp bình thường học thôi. Chứ học theo cái giáo trình ấy thì còn khớp nó vào được lớp chọn. Thế à? Mà nhá, hàng năm còn phải thi đấy. Sao lại thi? Tôi cứ nghĩ là đã vào được cái lớp chọn ấy rồi thì cứ theo cái hệ thống ấy mà học lên thôi. Thì đến lúc ra trường mình mới thôi học lớp chọn, chứ mỗi năm lại thi một lần thế để học đến khớp à? Hôm nay năm nay mình học lớp chọn, nhớ sang năm lớp nó không chọn mình nữa thì sao? Chọn liên tục. Thế là lại phải thi. Vâng. Đúng rồi, đã đâm lao thì phải theo lao. Nhưng mà này, tôi nói cho ông nghe nhé, cái chuyện mà các cháu nó phải học nặng ấy chưa nguy hiểm bằng cái chuyện là cái đứa mà học lớp chọn ấy là nó sẽ phát triển một cách không toàn diện. Các cụ ngày xưa gọi là học lệch đấy. À, tôi nhớ ngày xưa đi học người ta gọi là học tủ đấy. Mà tủ ở đây lại là tủ lệch. Tủ lệch. Tức là theo tôi hiểu là nếu cái đứa nó học toán thì nó chỉ chú trọng vào môn toán thôi chứ gì. Đúng rồi. Thế thì lệch nó đúng rồi còn gì. Mà càng lên cao lại càng lệch nhiều. Đây này, em nói ví dụ nhé. Đây thằng cháu con mà chị cả em đây này. Đấy ngày xưa đấy, cũng lớp chọn. Mà ông ấy là lớp chọn toán. Úi giời, toán của ông ấy thì ông giỏi lắm. Ông học lớp 4 mà ông giải được toán của thằng lớp 5. Thế nhưng mà động đến môn văn của ông ấy thì bác biết thế nào không? Sao? Cô giáo dạy văn mới hỏi là em có biết tác phẩm Tắt Đèn không? Bác biết nó trả lời nào? Trả lời thế nào? Mà úi giời, em lạ gì? Ngày nào mà trước khi đi ngủ bố em chẳng tắt đèn. Trên kiến thức văn học của thằng chọn toán. Đấy đấy, nghe hai chú nói chuyện từ nãy giờ mà tôi đau hết cả đầu. Sao nhất thiết chú lúc nào cũng phải cho con mình vào lớp chọn làm gì? Nếu như học lực của cháu nó bình thường thì cho nó học lớp thường thôi cũng được. Miễn làm sao sau này ra trường học lực nó đạt lại khá là được rồi. Nhất thiết cứ phải cho vào lớp chọn để bắt nó học ngày học đêm như thế còn đâu giá trị của tuổi thơ nữa. Đúng rồi, mà tuổi thơ đây là tuổi thơ dữ dội. Tôi nói nghe, làm đầu con ruồi còn hơn làm đuôi con trâu. Ông lại cứ, tại sao lại cứ phải thích để là một miếng giữa làng còn hơn cả một hàng sáu bếp để làm gì? Khổ quá,
em ép cháu nó học ngày học đêm, có phải là muốn cháu nó đứng nhất đứng nhì lớp đâu, mà em muốn cháu nó vào lớp chọn để cho nó oai. Đấy, mà nhớ, đã học lớp chọn thì phải có giáo viên giỏi, họ mới học giáo viên giỏi không sớm hơn à? Hóa ra là đấy. Tức là ý ông muốn là cho con vào, ông con ông vào lớp chọn là để là vào đấy là toàn là giáo viên có trình độ cao. Đúng này, rồi. Thế ông nói như thế thì tức là ý ông bảo là giáo viên dạy ở những lớp thường là trình độ không cao à? Nhưng mà không phải ý em nói thế, nhưng mà giáo viên đấy không phải giáo viên chọn. Cứ ai không phải giáo viên chọn thì hóa ra giáo viên dạy lớp thường là giáo viên đi vun nhặt đại trà vào à? Đúng rồi. Bác làm ơn bác photo cho em đi, để em về cho cháu nó ôn bài. Đấy bác ạ. Thật ra em không có lực thì mới vất vả như thế. Chứ nhiều nhà có lực nhá, họ cho con họ vào học lớp chọn nhẹ như không. Tức là ý ông nói là vẫn còn nhiều con đường khác để mà vào lớp chọn đúng không? Vâng, con đường ngoại giao. Sao lại con đường ngoại giao? Đúng vậy. Em ví dụ cho bác nghe nhá. Ví dụ em là tổng giám đốc của một công ty gì đấy. Em nhận con của hiệu trưởng vào làm cho em, thì hiệu trưởng phải có trách nhiệm để nhận con em vào học lớp chọn. Đúng không ạ? Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Như thế là người ta gọi là lớp đấy gọi là lớp chọn phụ huynh chứ còn gì nữa. Này, chọn. Dạ, cái lớp chọn. Đây xong rồi đây. Thế vâng. Tôi nghe thấy cái lớp chọn kiểu như của chú Tả, thế tức là bố nó thi hộ nó chứ nó thi cử gì? Đúng rồi. Chọn phụ huynh hay là chọn cái gì thì miễn là chọn. Đấy, em gửi tiền bác. Em cảm ơn hai bác nhá. Này. Anh gì ơi? Thế ngoài cái lớp chọn phụ huynh ra còn cái lớp chọn nào bảo chúng tôi với nhá?